tên Nguyệt Thứ chung tay dựng xây cuộc sống mới. Sáng ngày 4 tháng 4, chú Lê Văn Thắng là người neo đơn không có người thân chăm sóc, thuộc diện hộ nghèo và khó khăn trên địa bàn khu phố 1 thị trấn Thới Mộc, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Chú Thắng đã được nhóm thiện nguyện chị và em đưa về trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang theo nguyện vọng để bắt đầu một cuộc sống mới. Độc thân vô tính đó chị. Tức là chú là không có bệnh nền gì hết phải không? Khỏe 100%. Thì bây giờ kết quả là báo chú là chú sẽ cách ly 14 ngày theo quy định. Ở ngoài vô. Ở ngoài vô chứ không phải là mình bị Covid.
mà theo quy định ở ngoài vô là chú sẽ cách ly 14 ngày, sau đó chú cũng sẽ đến đây và sẽ sinh sống với các cụ khác. Cảm xúc sao chú? Bây giờ bị cách ly 14 ngày rồi đó. Nằm ở trong cho nó nhẹ cái tinh thần là cho yên tâm. Mấy năm qua vậy thôi. Cho yên tâm. 14 ngày mình cũng ra được sinh hoạt như bình thường xã hội. Một mình một phòng riêng thôi nhưng mà không sạch sẽ cái gì hết. Tức là vô đây thì chú sẽ được hỗ trợ cái gì chị ha? Nói chung là theo quy định nhà nước thì mức sinh hoạt đồ chế độ vượt phù bây giờ dạ. Là 1.080.000 một tháng, nhưng mà ở đây giờ có hỗ trợ khác. Nên dạ. Được áo quần này kia thì sinh hoạt có. Dạ. Có mấy cái món nó bỏ đi. Bỏ đi, không xài nó bỏ đi chứ. Đi làm. Đó là để đi ruộng của ổng đó. Hả? Để đây giận ơi, đây không đi làm. Giờ nắng sao rồi. Đây đây không có làm gì đó cho cái đó như cái dù. Cái chú có nguyện vọng là được làm việc ở trong này. Vậy là bỏ thuốc được không chú? vậy là bây giờ là phải tặng kẹo cho chú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nói chúc tập thể chính quyền dưới an ninh về dưới mạnh khỏe và cho tôi mấy trách nhiệm của chức năng được giúp đỡ tôi trong cái tình huống khó khăn trong hoàn cảnh này. Nhưng bây giờ vô đây thì cũng trình bày tỏ tình đó là tôi cũng bị cách ly cỡ mười mấy ngày mới được ra từ nhiệm. Rồi bà con hàng xóm bạn bè rồi mấy ông chủ mà thuê chú nữa làm chi, gửi lời chúc người ta luôn chứ. Nhiều lắm. Nếu mà nói mà mấy chủ rồi thuê gửi lời chung đi chú. Gửi lời chung. Gửi lời chung đi chú. Gửi lời chung các bà con của bác dưới đó mấy năm nay cũng nhiệt tình thương mến tôi, có giúp đỡ làm công chuyện làm lặt vặt mỗi ngày, có tiền đồng ra đồng vô cho tôi. Giờ trên này không còn gần gũi với bà con nữa. Giờ có lời cảm ơn và chúc quý bà con để mau phát đạt cái cuộc sống làm ăn trong cái tư nhân của bà con. Chúc có nhiều sức khỏe chúng nha. Nhớ tụi con thì anh chị em ở đây là cũng mong chú về đây ổn định, hòa nhập với mọi người ở trong này. Qua mười mấy ngày cách ly thì ở đầu mình ra ngoài hòa nhập với mọi người. Hai chú. Rồi, hai chú. Hai chú. Rồi chú ơi, bye bye chú nha. Có 5 đến 6 gì đó. Bán này khỏe nè. Rồi lấy cái bọc cho chú. Cái này là con tặng. Rồi mai 6 rưỡi gặp. Cái bộ đồ này bỏ lại dẹp, bỏ lại hết. Cái gì mà nó còn tốt, còn mới thì nó nghe. Cái gì còn thiếu thì chú phải đi quay. Người ta mua cho chú này đó nghe. Vô chỗ chắc mà có 2 bộ là 5. 2 bộ suốt 5. Có 1 cây là mặt dẹp. Bộ lao động thì con khoái hai chiếc áo dài này không?